Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng John. Mấy ngày hôm nay thì trên mạng lan truyền một cái video clip mà phải nói là những cái giọng rất là tuyệt vời, mà chúng ta kỳ vọng rằng là người chiến sĩ công an nhân dân là phải như thế. Đó là tôi đang nói về Đại tá Đinh Văn Nơi. Và trước khi bình luận một chút về Đại tá Đinh Văn Nơi thì xin mời các bác ngó qua một tẹo về Đại tá Đinh Văn Nơi như thế này. Tôi nói với các đồng chí luôn á, tôi khi nào mà tôi xác lập chuyên án, khi mà giám đốc ra lệnh bắt giữ rồi á, thì tôi nói thật với các đồng chí thì chỉ có đi ở tù thôi, chứ không xử lý hành chính đâu. Mà lựa mấy người nào quen lớn á, tôi bắt trước. Tôi lựa ai mà quen lớn á, có thế lực á, là tôi bắt trước. Mà tôi thường là tôi lộn rồi. Trước khi chúng ta quay trở lại cái đoạn video clip này thì để hiểu thêm về Đại tá Đinh Văn Nơi thì báo cáo với các bác rằng không phải là Đại tá Đinh Văn Nơi này là mới đâu. Và tại sao Đại tá lại làm được nhiều điều như vậy thì chúng ta sẽ thử xem qua như thế này nhé. Đại tá Đinh Văn Nơi có một cái bài báo vào lúc là 19 tháng 8, tức là Đại tá nhận chức vào tháng 6, và đến 19 tháng 8 thì có một cái bài tổng kết rất là hay ở trên cái tờ Vietnamnet. Có nghĩa rằng như thế này: chỉ sau gần 2 tháng nhậm chức giám đốc công an An Giang thì Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo nhiều vụ án nóng, bắt nhiều đối tượng cộng cán và thu giữ nhiều súng đạn. Các bác có thể thấy rằng ở Đồng Nai thì các anh Vũ Hùng Văn, ở có anh Nam ở trong thành phố Hồ Chí Minh, và Thái Bình thì có thêm anh giám đốc mới nữa, và rất nhiều những cán bộ được luân chuyển. Và khi đó họ không có một cái dây mơ dễ má gì, hay không có một cái lợi ích gì với những cái địa phương đó, thì xử lý rất là rốt ráo và rất là dễ dàng. Chúng ta sẽ chia sẻ lắng nghe lời của Đại tá Đinh Văn Nơi của An Giang và các đoạn sau đấy. Thế nhưng vừa rồi các bác có thể thấy rằng là ở An Giang hay là chỉ nhiều vụ làm lắm, cộng cán lắm, và có vụ rất là nổi tiếng cũng lên kênh của tôi rồi, thì sau này các bác có thể thấy rằng là những cái đại ca làm ăn phi pháp, những người mà làm ăn không tử tế, làm ăn chân chính, làm tội phạm cho vay lãi, trường gà đá gà nọ kia, thì báo cáo với các bác rằng rất là thú vị, và họ sẽ không thể làm ăn được nữa, đó là điều chắc chắn. Và tôi rất thích cái câu nói bà con, cái từ bà con của Đại tá Đinh Văn Nơi này. Nhưng mà để vào đó, chúng ta hãy thử xem xét xem là cái bài báo hôm đó nói như thế nào. Đại tá Đinh Văn Nơi thì năm nay là 44 tuổi, nghĩa là phó giám đốc của công an thành phố Cần Thơ, và được Bộ trưởng Công an điều động bổ nhiệm làm giám đốc công an tỉnh An Giang vào ngày 27 tháng 6, thay cho thiếu tướng Bùi Bé Tư thì đã nghỉ hưu. Chỉ sau gần 2 tháng nhậm chức thôi thì tân giám đốc công an của tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo hàng loạt vụ án nóng, bắt nhiều đối tượng cộng cán và thu giữ nhiều súng đạn. Thời điểm sau khi được điều động về làm giám đốc công an của An Giang thì Đại tá Đinh Văn Nơi đã trả lời báo giới rằng là: cá nhân tôi chắc chắn sẽ là không có bất cứ khó khăn nào, áp lực nào trong công việc xử lý các loại tội phạm, kể cả tội phạm núp bóng. Những gì diễn ra sau đó thì cho thấy rằng là ông ấy nói rất rõ và nói đi đôi với làm. Sáng ngày 13 tháng 7, tức là chỉ có khoảng 2 tuần sau khi mà nhậm chức, thì người dân ở xã Vĩnh Thạch Trung, huyện Châu Phú xôn xao trước việc nhà chị Nguyễn Thị Diễm, 44 tuổi, bốc cháy dữ dội. Chị Diễm và con gái là Nguyễn Thị Thu Hà, 25 tuổi, cùng với bé là Lê Trâm Anh, 3 tuổi, con chị Hà thì bị bỏng nặng. Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp xuống chỉ đạo hiện trường và chỉ đạo công tác điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn thì lực lượng công an đã xác định là Bùi Tấn Quang, 48 tuổi, và Nguyễn Tất Linh, 39 tuổi, cùng ngụ tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Đắp Lò, tỉnh Đồng Tháp, là hai cái kẻ tạt xăng vào nhà chị Diễm rồi phóng hỏa để đốt. Các bác có thể thấy rằng là một thời giang hồ cộng cán người ta làm coi trời bằng vung luôn, coi luật pháp không ra cái gì luôn. Thì phải nói rằng là có được Đại tá Đinh Văn Nơi cũng là một cái phước gì đấy của người dân An Giang. Và người dân An Giang hy vọng rằng là Đại tá Đinh Văn Nơi sẽ tiếp tục làm cái việc đó để giữ lại cái sự công bằng cho xã hội. Tại cơ quan công an thì Quang khai là có quan hệ tình cảm với chị Diễm. Gần đây thì hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tức giận thì Quang rủ Linh đi đốt nhà chị Diễm. Cả hai thì mua hai căn xăng khoảng 4-5 lít rồi chạy ô tô 7 chỗ đến nhà chị Diễm và phóng hỏa. Gây án xong thì cả hai bỏ trốn. Nhưng đặc biệt là chỉ sau khoảng hơn một tháng, tức là ngày 3 tháng 8, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi thì chuyên án mang bí số là 520H. Công an đã triệt phá một cái đường dây mua bán trái phép
chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ do Huỳnh Trần Hùng, 35 tuổi, ngụ tại thành phố Long Xuyên, cầm đầu. Hùng cũng là đối tượng cộng cán và có tiền án về buôn bán ma túy, ra tù vào hồi năm 2018. Qua công tác trinh sát thì thấy Hùng là kẻ cầm đầu mạng lưới và rất là nhiều những sự việc đó làm thì các bác có thể thấy rằng là đây là những cái hình ảnh vũ khí đã bị thu giữ lại được. Súng đạn, công cụ hỗ trợ nhiều ghê, rồi ma túy, ma tiếc các thứ rất là nhiều. Rồi các vụ khác liên quan đến giang hồ, liên quan đến chuồng gà thì tại sao thế? Đó. Ví dụ như phá chuồng gà để bắt út gà chẳng hạn thì giữa tháng 7 năm 2020, tức là 2 tuần sau khi nhậm chức, chưa đầy 3 tuần, chưa đầy 1 tháng luôn, thì các đơn vị công nghiệp vụ của công an tỉnh An Giang thì đã nhận được tin báo là có một điểm đá gà quy mô lớn tại xã Đa Phước, huyện An Phú do Nguyễn Ngọc Thuận, tức là út gà 51 tuổi là cầm đầu. Điểm đánh bạc này để quy tụ nhiều người cờ bạc có số má trong vùng và làm rất là mất an ninh trật tự. Bao nhiêu thời chưa biết bắt và bây giờ đến cái thời của anh Đinh Văn Nơi thì cũng đã bị bắt. Và đây là những cái hình ảnh mà cả cái trường gà này bị bắt như thế. Thế thì báo cáo với các bác rằng nhân qua câu chuyện của anh Đinh Văn Nơi và những cái video clip mà tôi sẽ để lại ở đoạn cuối thì các bác có thể thấy được rằng là anh Đinh Văn Nơi và nhiều chiến sĩ công an khác đang có một cái giai đoạn rất là tuyệt vời để mà chứng minh với cả người dân, chứng minh với cả xã hội và chứng minh với Đảng và Chính phủ rằng là làm việc một cách nghiêm túc và làm việc một cách rất là rõ ràng, cụ thể và giữ lại cái sự công bằng và bình an cho người nhân dân. Tôi hy vọng rằng là công an thành phố Hà Nội, đặc biệt là bên an ninh chính trị nội bộ, bên A03 chẳng hạn, thì hãy làm việc với anh luật sư Luân Lê, một số người khác, những người mà đang cố tình kích động bạo lực rồi cố tình gọi là nọ kia, chứ không phải là với ông Hoàng Dôn này, để mà giữ lại cái sự bình an. Và đặc biệt là những cái chuyện lô đề cờ bạc rồi tất cả những tụ điểm đó thì chúng ta giáp Tết rồi cũng phải triệt phá một cách tuyệt vời, triệt phá để mà giữ lại được một cái niềm tin. Nhân đây các bác có thể thấy rằng qua lời phát biểu của anh Đinh Văn Nơi mà một chút nữa các bác sẽ xem ấy, thì anh Đinh Văn Nơi anh nhìn thẳng vào cái sự thật, anh nhìn thẳng vào cái vấn đề và anh nhìn ra được cả cái giải pháp và xử lý rất dễ dàng. Anh có nói rất thẳng thắn rằng là không vướng thì xử lý dễ lắm, chẳng có gì là khó cả. Thậm chí các biện pháp nghiệp vụ anh cũng chia sẻ luôn, không có gì khó cả và làm được ngay. Nhưng mà tại sao không làm thì phải có dấu hỏi ở đấy. Chính vì thế là tôi nghĩ rằng là các cơ quan truyền thông hay là một số các cơ quan an ninh thì hãy nhìn vào đó thì mà, và các một số bộ ngành, và đặc biệt để lấy lại uy tín thì phải nhìn vào những cái vấn đề của chúng ta, nhìn vào vấn đề thực sự của tổ chức và sửa từ đó một cách trung thực. Và cái thái độ làm việc như anh Đinh Văn Nơi này rất tuyệt vời. Anh nói rằng làm là phải làm thôi. Tôi rất ủng hộ anh Đinh Văn Nơi nếu như anh vẫn tiếp tục làm như vậy. Thì xin phép để mà các bác có thể là xem tiếp cái đoạn đó. Bà này quen lắm. Mà tôi nói là tôi bức đẳng cấp luôn. Thử coi bà quen thế nào. Bây giờ ở đó mà lo mà ở đó mà thế lực. Thấy không? Tới đây là còn nhiều nữa. Lựa mấy ông nào làm lớn. Mấy ông nào mà có quen lớn, có thế lực á, có dân bảo kê á, để mình xử. Để cho anh chị đó, nó mới xã hội này, nó mới công bằng. Xã hội này nó mới bình yên được. Về cái vấn đề đó là chạy xe mà quá tải á, thì tôi đề nghị này, xe này là phải có xe của cán bộ công chức không? Xe có thế lực không? Xe của ông này bà kia không? Thấy không? Hay là xe này là có quen với mấy ông lãnh đạo không? Đấy, cái đây xe quá tải đó. Tôi nói với các vị, các đồng chí luôn á, nơi nào mà dân báo là tôi đưa lực lượng khác tới, tôi xử lý. Tôi bắt xong rồi tôi điều tra ra, nếu ai mà đứng sau lưng mà làm mà gây mất an ninh trật tự ngang nhiên là xử lý tới nơi tới chốn. Tôi nói mà nếu mà cán bộ công chức là tôi báo cáo cả bí thư tỉnh ủy, báo cáo chủ tịch tỉnh để xử cho nó nghiêm. Chứ bây giờ là dân người ta không làm mà mình đi làm. Ông giám đốc công an, ông không ăn hối lộ thì tất cả từ trên dạy xuống sẽ không nhận hối lộ. Ông nào nhận hối lộ lỗi ra khỏi ngành công an. Tôi nói cái này là một trong những cái sự tâm huyết và mục đích của chúng ta phải xây dựng lực lượng công an. Phải thật sự trong sạch vững mạnh, phải vì nhân dân phục vụ. Đây là một trong những vấn đề mà tôi cũng mong muốn bà con và nhân dân của chúng ta phải
theo dõi và giám sát lực lượng công an. Số điện thoại của tôi luôn luôn lúc nào cũng được công bố trên là cổng thông tin điện tử của công an tỉnh. Rồi cho dây lãi nặng, thì bây giờ cho dây lãi nặng thì trên cái địa bàn này nè, có công ty không, có công ty đòi nợ thuê không, có đối tượng tạm trú tạm vắng trên địa bàn mình không, hay là một số cái đối tượng là nó tạm trú tạm vắng ở cái địa bàn khác, qua tới giờ làm việc nó quay vô đây, nó tổ chức, mình có theo dõi không, mình biết công ty nó nằm ở đâu không? Chứ bây giờ mà đi gại ba, đi thu lộn ba cái truyền đơn nó làm cái gì? Mình phát hiện nó đóng quân tại đó, mình khám xét liền, cho phép vô trong đó giấy tờ, giấy tờ cầm cố thế chấp lãi suất bao nhiêu thì khám xét ngay, có chứng cứ bắt giữ liền. Dễ quá, có gì đâu, ba cái đồ quỷ, không có gì. Tôi nói thật với các đồng chí, mấy mình là ba cái đồ quỷ. Về cái vấn đề mà đua xe trái phép á, thì cái này phải quay phim, phải chụp hình, phải biết là biển số xe đó là của ai, ai đứng tên. Quay xong cái đi về mà phân tích ra con cháu của ai, nhà cửa ở đâu, hiểu không? Xong rồi thì chúng ta qua buổi sau chúng ta phục rồi là coi như là đón tại nhà, rồi đón tại hiện trường thì bắt giữ, thu hết các cái đội xe đó, giam sạch hết. Quan trọng là chúng ta có đi làm không. Đó, các bác có thể thấy rằng là quan trọng cái câu cuối của đại tá Đinh Văn Nơi là quan trọng là chúng ta có làm hay không làm. Nhân đây tôi cũng nói chuyện qua với cả Bộ Công Thương một số, đành rằng rất nhiều vấn đề, nhưng phải nhìn thẳng vào vấn đề đó để xử lý. Và cái thái độ công việc nó quyết liệt và làm đến nơi đến chốn. Chỉ có 2 tháng thôi, anh Đinh Văn Nơi anh làm rất là nhiều, có vướng đâu ạ. Vậy mà anh Lý Quốc Hùng, anh Vũ Hùng Sơn, đó, những cái sai phạm đó bao nhiêu tháng rồi mà vẫn chưa xử lý. Và anh quyền cục trưởng của Vũ Mạnh Hải của bên phía của Bắc Ninh, đó, bao nhiêu tháng rồi, từ tháng 3 đến bây giờ bắt đầu có họp kỷ luật, và bây giờ đã chốt mức độ kỷ luật hay chưa thì vẫn chưa chốt. Thì báo cáo với các bác rằng như vậy. Thế cho nên ấy, cái thái độ làm việc quyết liệt, nếu mà không có như là đại tá Văn Nơi đã thẳng thắn nhìn nhận, không có quan hệ hay không có gì đấy, thì không hề vướng một tí nào cả. Và cái người đứng đầu á, mà như anh Đinh Văn Nơi không nhận hối lộ, không nhận bảo kê, thì tất cả từ trên xuống dưới cũng thế. Và đương nhiên những người nào mà làm nhận hối lộ thì đưa thẳng ra khỏi hệ thống, những người nào đấy thì cho ra ngoài hệ thống. Và cái việc này là việc rất dễ dàng và đơn giản, không có gì khó. Nhân đây tôi muốn chia sẻ để các bác có thể hiểu thêm rằng là những con người nào tốt thì chúng ta phải tôn vinh, và những con người nào đang có một cái dấu hỏi thì chúng ta phải đặt một dấu hỏi ra. Thì câu chuyện là vậy. Thì có gì là tôi sẽ hẹn gặp lại các bác ở những cái video clip tiếp theo. Mong các bác đã ủng hộ cái Trang TV để mang một cái tiếng nói sự thật đến với những người cần nghe nó. Rất cảm ơn các bác.